Như vậy là hai người đẹp của chúng tôi cũng đã đủ thời gian để cân nhắc xem phần ấn tượng của mình sẽ dành cho chàng trai nào với những thử thách vừa rồi. Rồi bây giờ mời Ái trước đi. Dạ em ấn tượng với anh số 2. Chúc mừng Châu Chí Hùng. Hùng nó đúng rất con. Thì đâu giờ hở nó ấn tượng là ảnh lạnh vô trái tim liền. Còn Trung Nguyên thì sao nào? Em chọn nội ngoại hai bên ơi, quan viên hai họ ơi, chàng trai nào? Số 2 ạ. Hả? Bạn ấn tượng với? Số 2 Châu Chí Hùng. Hùng ơi, coi, đã có những sự thay đổi. Biết sao không? Cái phần cuối biểu diễn của Hùng quá đặc biệt. Dạ. Nhảy hay, dễ thương, trả lời hợp lý hợp lệ. Khỏe khoắn trẻ trung. Mời hai em gái đẹp bước xuống dưới đó, quay mặt lên đây. Và chị sẽ cho tất cả mọi người xem hình ảnh thiệt của ba bạn. Mời chương trình cho xem ba màn ảnh thật. Ồ, cá tính đẹp trai. Wow. Quan viên hay họ à, hãy dùng độ decibel của mình để thể hiện tình cảm và sự ủng hộ cho từng chàng trai nhé. Chàng trai số 1 Nhất Hào. À, nhiều lắm. Chàng trai số 3 Châu Toàn. Mạnh mẽ không kém. Còn chàng trai số 2 Châu Chí Hùng. Cái gì vậy? Cái gì mà lẹp bẹp nghe tiếng dế kêu vậy hả? Nổi không? Những người này chân thật lắm á. Dạ không ạ. Dạ không. Hùng ơi. Dạ. Kiên định lắm bé Ái, không đổi. Rồi Trung Nguyên. Nguyên, em đổi không? Để thôi. Không đổi luôn. Thôi thì bây giờ gia đình nội ngoại nè, vỗ tay cái thiệt lòng cho số 2 coi. Số 2 sao? Xin mời hai bạn trở về vị trí của mình. Nội ngoại này của chị, những hình ảnh. Cho nên chị kêu gì làm đó à. Ai rảnh lắm, rảnh là rảnh lắm, rảnh lắm. Bây giờ xin mời gặp gỡ anh chàng Nhất Hào và anh chàng Châu Toàn. Xin Châu mời Toàn. Yeah, đây, nhan sắc thật sự của hai chàng trai. Ấn tượng với Nhật Hào, với chất giọng của bạn. Cái cách luyến lấy đó rất khó để xử lý, nhưng bạn hoàn chỉnh và hoàn hảo. Còn với bạn Châu Toàn, wow. Những phút giây đầu tiên hoàn wow, đối mặt với chị Hương rất là tự tin. Nhưng mà càng về sau hơi tiếc, tự mình đưa mình vào ngõ cụt. Ây chà, uổng quá. Có thể là hôm nay thì hai đứa tới, mình không có rung động từng số được các bạn. Nhưng mà đây là một cái kinh nghiệm cuộc sống và kinh nghiệm sân khấu, nó cũng giúp ích cho mình. Đúng không ạ? Chúc tụi em thành công trên con đường nghệ thuật. Dạ, xin cảm ơn ạ. Còn với hai người đẹp thì sao? Có lời động viên nào dành cho hai động viên không? Mình ấy. Dạ em chúc hai anh thành công trên con đường nghệ thuật của mình và tìm được người mình cảm thấy hợp. Rồi còn Nguyên ơi, mời anh về ad phút em được không? Được. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt Châu Toàn, tạm biệt Nhật Hào. Chúng ta chẳng vẫn thường nói với nhau rằng tuổi trẻ dài hạn, thêm đôi ba lần vấp ngã nữa để đổi lại sự cứng cáp của bản thân. Nhưng bạn biết không, một lần dũng cảm khiến bạn đột nhiên trưởng thành đấy. Dũng cảm mở lòng, dũng cảm đón nhận đớn đau, thăng trầm của tình yêu. Dũng cảm vòng tay ôm lấy cô gái mình thương. Và đôi lúc là dũng cảm mỉm cười khi bị từ chối. Thời đi học, ngỡ tưởng đứng chót lớp đã là đỉnh cao của xấu hổ rồi. Nhưng lớn lên mới hiểu, một cảm giác còn số nhỏ hơn. Đó là khi bạn lấy đủ dũng khí để tỏ tình mà bị từ chối. Thôi thì nhường cơ hội nắm tay cho một bạn nam khác phù hợp hơn. Mình bắt đầu nhân duyên này từ tình bạn nha em. Bây giờ là thời khắc quan trọng, là mình sẽ được xem được hai cái điện thoại ha, khám phá bí mật của nàng. Gia đình nhà gái của chúng tôi, Trung Nguyên và Minh Ái sẽ có những ứng dụng ra sao đây? À, chị Hương, chị chọn điện thoại của bạn nào trước? Chắc người gần mình đi ha. Dạ. Rồi mời Ái mở điện thoại nè. Tay của em hả? Dạ đúng rồi. Đẹp quá à, cái bàn tay nhỏ bé xinh xắn, chắc nắm vừa tay Hùng. Coi cái báo thức nè, làm việc của em đi. Ừ, 5 giờ sáng ở đâu vậy? Dạ thường thường thì chủ nhật em đi diễn
ở Đồng Nai nên em hẹn là 5 giờ vậy. Ở trong đây mình á, ở với ai? Em ở với bạn em. Với bạn, mình là muốn nhà trọ ở. Dạ đúng rồi ạ. Cho chị coi lịch làm việc đi. Ghi chú á. Dạ, ghi những show mà em diễn để ghi nhớ mà theo dõi thôi. Dạ. Có hình ảnh đi. Đẹp quá. Hình selfie không? Hùng ơi, dạ, em hả? Thời Hùng ơi. Dạ. Quyết định trong tay có hai người đẹp xuất chúng luôn. Đi có mấy cái clip kìa vui không em? Dạ, clip đó em tập nhảy lại thôi. Cho chị coi đi. Cho coi nhảy nào. Đấy, trò cũng khéo luôn. Wow, Hàn Quốc quá ta. Có ba má gia đình nhau không? Coi coi miếng coi. Mẹ đâu? Chồng, để coi giống ba giống mẹ nè. Bé này làm như ít ăn ha, nãy giờ không thấy hình đồ ăn. Đây là cháu ba đó, dạ, ba em. Hai mẹ con đẹp quá. Rồi cảm ơn bạn Trung Nguyên nè. Trung Nguyên nè. Cho mình xem cái danh bạ của Trung Nguyên được không? Bà nội có trái tim hợp lệ. Ủa hết hả? Dạ hết rồi. Cái gì? Tại em không muốn lưu nhiều người á. Đa số là hình selfie. Nguyên ơi, em học ngành nghề gì? Dạ em học quản trị kinh doanh. Vậy thì sau này làm vợ đi, em nghĩ tiền ai giữ? Dạ em giữ. Rồi. Tiền vợ giữ được không Hùng ơi? Cũng được. Cũng được. Cười nhẹ, cười trừ quý vị. Như vậy là chúng ta cũng đã khám phá sơ sơ rồi. Nhưng mà riêng với bạn Chí Hùng á, chắc chắn cũng rất mong muốn là tìm hiểu sâu hơn nữa về điện thoại của hai người đẹp. Sẵn sàng để khám phá hai chiếc điện thoại này chưa? Dạ rồi ạ. Mời các bạn giải lao trong vòng ít phút.